Ed ơi, Laurel mùa 23 này chơi được không? TNG ơi, Laurel liệu có đáng chơi và đáng pick tại mùa 23 này? Rất là nhiều câu hỏi các bạn là liên quan tới vị tướng Laurel. Chứng tỏ như gì nhỉ? Đây là vị tướng rất rất nhiều fan. Và ok, gửi tới cho anh em một Laurel hơi bị tóc tóc một chút nhanh em nhá. Cân 2, cân 3, chuyện thường thôi. Đừng quên đặt câu hỏi dưới video để tương tác cùng TNG nhá. TNGshop.vn báo sale mùa hè, thổi bay náo nực với các lốc giảm giá. Mua tài khoản Liquid VIP, tài khoản nhiều skin 2S, 3S chỉ từ 80k. Kho Liên Quân vô tận đã được sale với giá chưa từng có. Chơi thả ga với chế độ bảo hành ạc cực cao từ shop. Tới ngay TNGshop.vn, đón cơn báo sale xua tan nóng bức ngày nào. Xin chào anh em, chúng ta đến với một cái phiên bản, đó chính là phiên bản trải nghiệm game khi em mất giọng nhá. Ad nghĩ rằng có nên lên gươm hiền chiết cho Senia không? Theo TNG nhá, chúng ta chỉ cần những đồ tanh thôi anh em ạ, chứ còn gươm hiền chiết ấy, theo TNG là không cần lắm đâu. Bởi vì kể cả con Scott nhá, Scott lên gươm hiền chiết vẫn mạnh, nhưng mà không lên thì vẫn mạnh, bởi vì chúng ta chơi là phần trăm máu. Senia nội tại, Senia chưa một bá hay không ấy, là tùy cái lượng phần trăm máu các bạn có. Wow, hôm nay sẽ gửi tới cho anh em con tướng Laurel. Anh em biết lý do tại sao không ạ? Bởi vì giáp ra cái skin vệ thần nè. Đấy, các bạn hãy tận dụng chiều cuối nhá. Ui ui ui, cái file là không được rồi anh em ạ. Pha này là chúng ta chưa đủ đồ. Chắc thanh niên Kera đang gáy bảo là múa đi. Sao không múa nữa bạn ơi? Và góc trái mình của anh em ấy, đó chính là trang bị và bảng ngọc nhá. Lâu lắm rồi thì không mất giọng, thành ra là anh em nào mà không nghe quen đấy ạ, thì thôi, đợi ngày mai TNG hồi phục giọng ấy thì chúng ta lại nghe tiếp nhá. Góc trái, trang bị bảng ngọc nhá. Một cái lối trang bị rất là an toàn luôn anh em. Chơi đau đeo ấy, các bạn có rất là nhiều sự lựa chọn. Né luôn. Ui ui ui, đi đâu bạn ơi? Đi đâu bạn ơi? Nó còn chưa cuối anh em ơi. Thành ra là bọn mình không thể đuổi kịp được. Trận đấu này nó pick cái con Mga là hơi khó chịu đấy nha anh em nhá. Nếu mà các bạn không cẩn thận ấy, để nó tẩm độc là rất nguy hiểm. Nên chút chắc chắn mình sẽ lên một cái đồ, đó chính là kháng phép. Mong Ed trả lời, em chơi Richter ấy, đi đường tà thần thường thua kèo Zuka và Floor. Vậy phải làm sao để chơi tốt? Đơn giản thôi, hãy cố gắng dọn lính thật là nhanh ở đường, sau đó các bạn di chuyển đảo ganh. Thằng Floor nó không bao giờ di chuyển nhanh và đảo ganh nhanh bằng bạn được. Các bạn hãy tận dụng cái ưu thế đó để đè ép nó. Còn con Zuka ư? Farm nhanh rồi đi chơi thôi anh em ạ, không nên solo kill nó làm gì cả. Rìa nè anh em, rìa nè, lại quay lại chiều cuối hồi nhanh lại rìa tiếp nè. Đấy, một cái mẹo cho anh em nhá, hãy tận dụng chiều cuối của mình. Đừng có bám lướt quá và đừng có gọi là húng quá anh em ơi. Các bạn mà không chiều cuối ư, thời gian hồi rất là chậm. Chúng ta sẽ nâng mắc chiều 1 để cấu rìa dễ dàng hơn. Trận đấu này TNG sẽ test thử nâng mắc chiều 2 cho anh em xem sức mạnh vị tướng này nhá. Cả hai chiều tướng này á, khi mà các bạn nâng chiều nào ấy, nó đều gây sát thương rất là lớn. Nhưng mà nếu các bạn dám tiếp cận và sử dụng chiêu tốt ấy thì mới tối ưu được. Nó giống kiểu con quy khi các bạn muốn nâng 1 hoặc nâng 2 đâu. Một pha ganh nè, bật chiêu cuối lên và quẩy luôn. Ba Doom mùa này chiêu cuối khó chịu quá. Chắc chắn rồi. Ed có cách nào né chiêu cuối nó không? Đơn giản, bạn hỏi đúng người rồi đấy. Thứ nhất nhá, để né chiêu cuối con Ba Doom ấy, các bạn đợi cái chiêu cuối nó tới gần bạn, nó chuẩn bị úp ấy, các bạn sẽ sử dụng những cách như sau. Tốc biến né luôn, chiêu 2 của Laurel né luôn, chiêu 2 của Tulen né luôn, hay là lướt của Murat các thứ ấy, né được hết nhá anh em nhá. Tức là chiêu cuối con Ba Doom nó mặc dù là đuổi theo nhưng mà rất là dễ giải quyết. Ôi trời ơi thanh niên, tưởng mình không ganh chắc. Úi úi, ghê gớm, sử dụng luôn giải khống chế nè. Chơi luôn bạn ơi, bọn này hết chiêu rồi anh em ạ. Cân được nhá. Hai thằng ít quá anh em ơi. Hai thằng ít quá. Gáy được rồi nhanh em nhá. Với đồ đạc của mình hiện có ấy, là gáy được rồi. Ed ơi, liệu Anete Dimit có thành hot meta hay không? Chắc chắn là không. Ở rank đài ấy, các bạn có thể cầm Anete Dimit dễ dàng. Nhưng ở rank Việt ấy, xin Dimit dễ quá anh em ạ. Anh em pick Anete đi. Dù bạn slot 1 ư, bạn cũng được tặng một cái huy hiệu, chứ là huy hiệu trợ thủ tiềm năng này anh em nhá. Gớm, không phải là cứ muốn pick hoặc là pick được là các bạn muốn đi đâu được đâu. Tại vì rank Việt nhà mình có một cái điểm rất là hay và thú vị, đó chính là pick như nào là việc của tao. Còn mày muốn đi vị trí nào ư? Từ từ. Trừ khi các bạn gặp đồng đội nó dễ tính đúng không ạ? Bạn bảo là tôi cầm Anete Dimit nha các bạn ơi. Nếu nó cho thì mình chơi thôi anh em. Anete Dimit không hề yếu nha anh em nhá. Trải một game từng chơi và từng test cho anh em rồi. Mạnh đấy anh em ơi, mạnh như trong giải đấy. Chỉ là bây giờ nhá, chẳng qua bây giờ là TNG thì TNG nghĩ rằng chúng ta không nên cầm Anete Dimit đâu. Bởi vì cơ hội của bạn được Dimit rất thấp. Rất thấp nha anh em nhá.
Chắc các bạn xem AFC thấy Madrid cầm AET cũng khá phê đúng không nào? Tiến sĩ đảm bảo với anh em ấy, AET Dimit hoàn toàn đủ mạnh. Nhưng mà nó không hợp với anh Việt. Chỉ đơn giản vậy thôi, nó không hợp. Hãy cẩn thận với những cú sử dụng chiêu cuối của Omen. Nếu mà một mình nó là mình cân được nhanh em nhá. Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu. Ui ui. Hơi lệch nhịp một tí anh em ạ, thành ra quả chiêu 2 của mình hồi không kịp nè. Hãy sử dụng chiêu 2 trúng tướng địch để được hồi chiêu tối đa là rất nhiều giây, hình như là 4 giây sao ấy. múa tiếp nè. Ad cho mỏ là VRS đi rừng, đi top, đi trợ thủ, đi đâu mới là mạnh nhất. Một VRS đi rừng lên đam là một VRS sốc. Một VRS đi trợ thủ gây đam từ từ với cái lối trang bị tanh ấy là một VRS đánh nhây và khép góc rất là tốt. Hai vị trí mạnh nhất của VRS đó chính là đi rừng và đi trợ thủ nhá. Và dễ chơi nhất đó chính là đi trợ thủ. Bởi vì các bạn sẽ không bị bó buộc này nọ kia mà vẫn có thể quánh nhau suốt ngày. Tức là có thể gặp là vụt mà anh em, tức là gặp là vụt luôn. Anh em thấy không? Nâng mắc chiêu 2 cho Laurel cũng không phải là dạng vừa. Khi mà mình là một người tận dụng khá tốt chiêu 2 ủ thổ xong rồi anh em ơi. Cái pha này không chịu được anh em ạ. Nếu mà nó là tứ cận chiến ấy, là mình có thể chơi được luôn. Nhưng mà lại gặp ngay cái bố nó đỉa xa đến cái chứ. Tiên Di bảo rồi trận đấu này ấy, phải end game sớm. Chứ không là để đằng theo nó xanh ấy là mình rất là khó muốn nha anh em nhá. Ad ơi, Skirt trong team ấy mà lại không ai lên đồ giảm hồi máu. Em lên Down Trion hay là lên Sách Trion không? Câu hỏi này cũng khá là oai oăm khi mà gặp cái team nó quá khắm. Nhưng mà gặp trường hợp mà bí quá anh em ạ. Thôi, chúng ta cứ lên lên Sách đây. Đấy anh em, Tiên Di cũng đang phân vân quá. Cả đao và sách ấy nó đều có máu, đúng không ạ? Đao thì có cả giáp ấy. Vậy thì chúng ta cứ chọn đao đi anh em ạ. Tiên Di thích sự chắc chắn anh em nhá. Tiên Di thích sự chắc chắn. Mặc dù là sách ấy thì có sắp thương phép, đúng không ạ? Thương phép nó khá tối ưu cho Skirt. Nhưng mà Tiên Di vẫn nghiêng về cái đao hơn. Bởi vì ôi dồi ôi, cân 2 được không? Được nha anh em nhá, cân 2 được. Nhưng mà như là 3 thằng có vẻ hơi ít thì phải. Ba thằng hơi ít nha anh em nhá. Ít quá nhưng mà không được anh em. Nếu mà đó không phải là mớn ga ấy, chắc chắn là mình cân được. Nhưng đấy là mớn ga. Ui dồi ôi, thương kìa. Ui dồi ôi, thương chưa kìa. Ui dồi ôi. Bùm. Trận đấu này là có phải nói kiểu gì nhở. Team mình rất là nhiều sát thủ anh em ơi. Thực sự nha, team mình rất là nhiều sát thủ. Nhưng mà sát thủ nó có uy lực của nó. Đấy, cân luôn bạn ơi. Có cầu. Nếu các bạn muốn xóa đi cái nội tại của con MNK ấy thì thanh tẩy là một chọn không tệ. Ad ơi, vì sao Zephyr lại bị coi là Ameta? Em thấy con đấy khá toàn diện. Chính xác là nó khá toàn diện đấy. Nhưng mà giống như bạn một bạn khán giả có trả lời thay cho TNG đó. Tức là cái con Zephyr ấy, nó cũng là một vị tướng cần đồ. Nghe anh em nhá, cần đồ để theo thời gian đánh cho khỏe. Đây, sử dụng chiêu 2 và chúng ta biến về thôi. Cái thằng Omen nó để lẻ anh em ạ. Thằng Omen để lẻ mới cay chứ các bạn. Team mình ấy là không có thằng nào để lẻ, nó quá khỏe. Team mình toàn là Murat rồi Ngộ Không rồi Vilen thì ối rồi ôi anh em biết rồi đấy. Một cái đội hình hơi bị gọi là nồi cám hỗn hợp đúng không ạ? Một cái nồi cám hỗn hợp kiểu gì cũng có luôn ấy. Hôm nay là không hết sung được cùng anh em rồi bởi vì bị mất giọng. Nhưng mà đảm bảo với anh em ấy là ngày mai lại có thể tiếp tục sung rồi nhá. Và Laurel Thứ Nguyên Vệ Thần chuẩn bị ra mắt rồi. Các bạn cứ chuẩn bị 3k hoặc 5k đi. Ad ơi, tại sao Chrissy và Nata vừa khống chế lại có lối chơi khá gần giống nhau mà Chrissy lại được là tier 1 của giải mà Nata thì lại không xuất hiện? Bởi vì cũng khá đơn giản đấy anh em ạ. Cũng giống như một bạn khán giả có trả lời, Tiên Di thấy câu trả lời này cũng khá hay. Bởi vì thứ nhất là chúng ta bỏ qua cái sự cơ động đi. Chúng ta sẽ nói về vấn đề chính là chiêu thức của Chrissy khả năng rỉa xa và cái độ khống chế nó khó chịu hơn. Và quan trọng là Chrissy có một cái chiêu cuối sát thương diện rộng rất là hợp với gia tranh tổng. Đặc biệt nguy hiểm nhất của Chrissy đó là chiêu 2 nha anh em nhá. Chỉ cần chiêu 2 hất chúng thôi nhá là Chrissy có thể sốc đam ngay, cực kỳ nguy hiểm luôn. Win thôi anh em ơi, win thôi. Vẫn đó chỉ là Laurel, anh em luyện tập đi, chuẩn bị cho trang phục 3S Thứ Nguyên Vệ Thần nào.